Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Kim Hòa Thời Trang và Cuộc Sống. Và ngày hôm nay xin chia sẻ một cái chương trình mukbang ăn bánh mì hấp nha cả nhà. Rồi đầu tiên mến chúc cả nhà một ngày thật vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Và đây là một cái nồi hấp bánh mì. Đây, một cái nồi hấp bánh mì mini nha. Đổ nước vô đây nha. Mình sẽ đổ nước vô đây. Đổ nước vô rồi ha. Mình để ra là mình hấp ha. Rồi bắt đầu mình bấm nút nha. Giờ mình sẽ bấm nút cái lò này. Cái lò nó nhỏ xíu và dễ thương quá. Ủa sao bấm được không thấy? À bấm gì ha? À đây là nó hiện lên nào, nó hiện lên nào, đỏ đỏ nè. Đây một lát nữa mình hấp bánh mì ha. Rồi đây một cái nồi nhỏ nhỏ xinh xinh. Cái này là một cái nồi cơm. Nồi cơm chút xíu siêu à. Dễ thương không? Giống như đồ chơi cho xì chum chơi vậy. Thì để mình ăn bánh mì hấp nha cả nhà. Này coi xíu dễ thương ha. Ôi mà nó ăn không hết nữa nha. Rồi đây là cái bánh mì khô đó các bạn, bánh mì baguette mà mình mua bánh mì của người ta nguội đó. Người ta bán cho mình á, cái mình cắt ra làm đôi và mình phơi khô hoặc là mình sấy ha. Rồi một lát nữa mình nhúng qua cái nước này để mà mình đưa lên cái nồi hấp mình hấp. Đó. Bây giờ nước đã cũng gần sôi rồi nè. Đó, nước gần sôi rồi đó, đây. Nước sôi rồi ha. Nó bốc khói rồi đó. Bây giờ mình sẽ đổ bánh mì vô nha. Bây giờ mình sẽ nhúng cái này nè các bạn, mình nhúng cái này đó, mình nhúng vậy nè, đó mình dãy vào một cái ha. Cái mình đem bên đây. Cái mình bỏ vô trong cái này. Đó. Bắt đầu mình sẽ tiếp tục nha, mình nhúng. Mình nhúng vậy nè, cái mình bỏ vô. Nước nè. Sau khi mình nhúng rồi kia mình lại bỏ vô đó. Thấy thương không? Mình sẽ ăn với lại cải xà lách. Cải xà lách cả xà lách dúng nha. Đó. Với một trái dưa leo. Có rau thơm ở đây, chỉ có xà lách thôi, cho nên là thôi mình ăn vậy đơn giản được rồi. Hay bây giờ mình sẽ trát mỡ hành lên nha, để nguyên gì ăn cho nó. Tuyệt vời lắm nha cả nhà. Đó.
Đây là cái món ăn dân dã miền Nam. Hey các bạn, mình làm xong rồi. Trời ơi, cái đèn, nó chiếu qua. Chiếu qua đi, chiếu qua. Đây, bưng cái nồi luôn, ăn cho nó nóng. Nó vừa, cái này ăn nóng nó mới ngon. Đó, bây giờ mình sẽ mở nắp ra nha. Rất là tuyệt vời luôn. Cái nước nó còn sôi ở dưới á. Đó. Đây. Rửa tay sạch rồi nha. Đó. Đây là một cái món là bánh mì hấp. Bánh mì hấp là cái món của miền Nam. Nhiều người miền Bắc người ta cũng không thích. Miền Bắc với miền Trung đó cả nhà. Đó thì mình ăn với nước mắm hoặc là ăn với nước tương nha. Trời ơi, cái máy quay vậy hả, nó hạn chế có như đó thôi, cho nên là không có quay cái mặt ăn được. Đó, xin mời cả nhà nha, ăn bánh mì hấp với mình nha. Đó, ăn vậy mà ngon á, không cần nhân nha. Ngon. Bánh mì hấp là cái món truyền thống của gia đình nhà họ Quỳnh. Ăn nóng vậy mới ngon. Cuốn xà lách, một miếng dưa leo, một miếng bánh mì. Ngon lắm nha cả nhà. Cái món này là cái món đặc sản của người miền Nam, mà gia đình mình thì rất là ưa cái món này nha. Ai mà ở trong Hậu Quỳnh mà chưa có ăn món này là ăn đi nha. Mà nói chứ bánh mì hấp là ai cũng biết hết. Mời cả nhà nha. Mình phải ăn cái gì cuốn cuốn á. Cái này á, cái món này á, nó lấy ra phải có bì nữa. Bì và thịt bò mình bầm lên mình xào với củ sắn á cả nhà. Đổ lên cuốn ăn. Ngon lắm. Nhưng mà tại vì mình ăn đơn giản, mình giảm bớt cái chế độ mà ăn thịt cá nhiều đi. Ăn thịt nhiều quá cũng tốt, cho nên mình ăn vậy đơn giản nè các bạn. Ngon. Đơn giản ngon. Bánh mì á, cái là các bạn ăn không hết á, mua về á ăn không hết, hấp ăn. Hồi đó chị hai mình đó chị rất thích ăn cái món này, vô là cho nó làm lại cho chị ăn, cho nên con gái chị nó mua cho chị cái nồi này nè để làm cho mẹ ăn, hấp cho mẹ ăn. Cái nồi xinh xinh dễ thương, với lại cái nồi và cái nồi cơm điện á, hấp lần nguyên ý quên cuốn cuốn lần vậy nè, để nguyên cái nồi vậy ăn nó nóng, chứ mình nếu mà mình gấp ra dĩa thì nó nguội à, mà nó cái này nó nguội thì ăn không có ngon. Có cải cà lách không à, không có rau thơm. Mình biến ra chợ. Ăn có dưa leo ăn cũng ngon rồi. Bữa trưa đây. Thôi quý đại nắp lại. Chị của mình nó ăn nó cho có cuốn chứ ăn vậy nè.
Ăn có rau nó mới ngon không nè. Các bạn thấy không? Mình nó muốn quay cái mút băng là mình ngồi mình ăn á, thấy người ta ăn nó hấp dẫn lắm. Nhưng mà người ta ăn nhiều được, mình ăn nhiều không có được, cho nên mình không có quay cái đó được. Mình ăn chút chút vậy thôi nè, chứ lớn tuổi vậy, ăn nhiều bệnh chết á. Mà mình ăn nhiều lần chẳng hạn như mình đói mình ăn, chứ mình đừng có ăn no quá. Ăn no quá bao tử mình nó làm việc không có kịp á. Xin lỗi hả? Càng ngày đó thì cái bộ phận của mình ở bên trong nó lão quá rồi, nó làm chậm lại, chứ không phải như là còn tuổi trẻ đâu các bạn. Nói ra mình làm gì mình phải lượng sức. Hồi xưa đi bộ trước khi mà lúc mà còn có ba mươi mấy tuổi, mới ba mấy tuổi á, mình đi vừa đi làm mà vừa đi bộ mỗi sáng, đi vô công viên Gia Định ha, mà đi mấy vòng luôn. Bây giờ đi đâu có nổi đâu các bạn. Bây giờ mình đi một vòng mà đuối rồi. Và bây giờ còn thêm cái là bịt khẩu trang nữa. Mà đi bộ á, mình dùng cái sức nhiều mà mình bịt khẩu trang lại khó chịu lắm. Cho nên á hả, khi mà đi bộ á, là phải thở, để khẩu trang ra, kéo xuống để thở. Như nó thiếu oxy đó các bạn, rồi dễ bị đột quỵ lắm á. Đó, cái trường hợp đó mấy người lớn tuổi phải coi lại và cẩn thận nha. Biết rằng là mình bịt khẩu trang là mình giữ gìn vệ sinh rồi, với lại mình sợ vi trùng đó, Covid rồi đó. Nhưng mà thôi, như vậy thì mình ở trong nhà đi, chứ giờ mình ra đường mà bịt vậy thôi chịu không nổi rồi. Đó, mình ăn vậy đó. Ăn có dưa leo quá, ăn ngon. Ăn vậy đó là xong một cái bữa trưa rồi đó. Anh trai mình làm mà baro á, mình thắng lên ăn với nước tương cũng ngon. Hồi đó mình ăn nhanh, giờ ăn nhanh không được, nó chậm lại rồi. Rồi ăn ớt, hồi đó mình ăn ớt cay, giờ tự nhiên cái ăn ớt nhiều cay quá, nó sặc, nuốt không có kịp, nó cay nó dễ bị sặc lắm. Đó, tự nhiên bây giờ từ cái tuổi mình nó tăng lên là cái phần mà bộ phận mà bên trong của mình nó cũng giảm xuống rồi, cho nên là khó lòng mà người ta mà tới già mà vẫn còn mà cái bộ phận bên trong mà nó vẫn còn khỏe là hiếm lắm. Mình cầu nguyện sao cho mình được khỏe mạnh thôi, chứ không cần gì hết. Đó là chị mình bà ăn vậy không mà chứ không có cứu. Các bạn ăn này mà làm thử củ sắn á, bằm ra xào với thịt á, ngon lắm. Hồi xưa gia đình mình ăn này là truyền thống luôn á. Nhắc tới bánh mì hấp là ai cũng biết. Nó mình để nguyên cái sửng như này nó còn nóng ở dưới đó, cái hơi nó bốc lên á. Cái hơi nó bốc lên á. Còn nóng hổi à. Cái gì cũng vậy chứ, ăn nóng lắm ngon. Nguội hết ngon à. Rồi, hai miếng luôn bây giờ, cái bánh mì này nhỏ quá.
ngày mà có rau thơm á, gắp cá cũng lủi rồi ngon. Bến mua ăn như đây được. Không à, ăn nổi đó, ăn gì đó còn mấy miếng mà ăn nổi. Rồi con ngãi quay cái clip tóc giả che khuyết điểm, che hói, rồi thẳng là mình làm luôn, là mình ăn luôn, quay cho các bạn xem cái món này. Rồi xong rồi, mời cả nhà nha, chúc mọi nhà ngày vui vẻ, một buổi trưa ăn ngon miệng với đại gia đình. Xin chào, hẹn gặp lại video sau. Bye bye.